Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em môn địa lý lớp 4, bài 30. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài 30 mình sẽ học về khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam nha. Môn nhỏ khai thác khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất ở của hình lục địa nước ta là dầu mỏ, khí đốt. Nước ta đã khai thác được hơn 100 triệu tấn dầu và hàng tỷ mét khối khí phục vụ nhu cầu trong nước và cho xuất khẩu. Giờ như vậy mình thấy là hình số 1 chính là khai thác dầu khí trên biển, đúng không? Thì lúc mình khai thác dầu thường nó sẽ có khí đi kèm, nên mình sẽ khai thác dầu và khí luôn. Giờ trước hết là mình sẽ trả lời câu hỏi dầu khí khai thác nước ta được dùng để làm gì. Giờ mình trả lời câu này luôn nha. Việt Nam khai thác dầu khí để lọc dầu ở các nhà máy. Sau khi lọc dầu xong thì chúng ta có thể tạo ra nhiều sản phẩm cần thiết như là nhựa đường, phẩm nhựa, xăng, dầu quạ, dầu ma rút và diesel, và có thể là xuất khẩu sang nước ngoài nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo, ngoài dầu khí nước ta còn khai thác cát trắng để làm nguyên liệu cho công nghiệp thủy tinh ở ven biển Khánh Hòa, Quảng Ninh. Sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Giờ hình số 2 chính là đường ống dẫn vào kho chứa dầu khí. Giờ tiếp theo là hang nhỏ đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Vùng biển nước ta dắt dào hải sản riêng cá cũng có tới hàng nghìn lọc. Trong đó có những loài cá ngon nổi tiếng như là cá chim, cá khô, cá nhộn, cá hồng, cá sóc. Biển nước ta có hàng chục loại tôm, trong đó có một số loại có giá trị như là tôm hùm, tôm he. Ngoài ra còn có nhiều loài hải sản quý khác như là hải sâm, bào ngư, đòi mồi, sò huyết và hương. Tiếp theo là hoạt động đánh bắt hải sản diễn ra khắp vùng biển từ Bắc vào Nam. Những nơi đánh bắt nhiều như hải sản nhất là các vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Tuy nhiên do đánh bắt bừa bãi nên nhiều vùng biển ven bờ có nguy cơ cạn kiệt các loài hải sản. Giờ hình số 3 chính là khai thác cá biển. Người ta đang dùng lưới để bắt cá từ biển. Hình số 5 chính là đóng gói cá đã chế biến. Hình số 6 là chuyên chở sản phẩm. Hình số 4 là chế biến cá đông lạnh. Và hình số 7 là đưa sản phẩm lên tàu để đi xuất khẩu. Giờ tiếp theo là một câu hỏi quan sát cái hình trên và nêu thứ tự các công việc từ đến bắt đến tiêu thụ hải sản. Giờ mình sẽ trả lời câu hỏi này luôn nha. Như vậy là thứ tự các công việc từ đến bắt đến tiêu thụ hải sản gồm có, trước hết là mình sẽ khai thác cá biển. Mình có thể là dùng lưới để bắt cá trên biển. Thứ hai là chế biến cá đông lạnh. Giai đoạn tiếp theo sẽ đóng gói sản phẩm đã chế biến xong. Và giai đoạn tiếp theo là chuyên chở sản phẩm và đưa sản phẩm lên tàu để đi xuất khẩu. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo, bên cạnh việc đánh bắt, nhiều vùng ven biển còn nuôi các loại cá, tôm và các hải sản khác như là đòi mồi và chai ngọc. Người ta sẽ nuôi chai ngọc để lấy ngọc chai nha. Tiếp theo là nội dung chính của bài học hôm nay. Nước ta đang khai thác dầu khí ở vùng biển phía Nam. Dầu khí là mặt hàng xuất khẩu có giá trị, là nhiên liệu để sản xuất điện và các nguyên và là nguyên liệu tạo ra các sản phẩm khác. Vùng biển nước ta có nhiều hải sản quý, ngành đánh bắt và nuôi trồng hải sản phát triển khắp các vùng biển. Nơi đánh bắt nhiều hải sản nhất là các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến tới Kiên Giang. Giờ tiếp theo là phần câu hỏi. Ở đây có ba câu hỏi, thầy sẽ dẫn các em trả lời ba câu hỏi nhé. Trước hết là câu số 1, nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.
Giờ như mình trả lời câu số 1 nhé. Vùng biển nước ta rất giàu hải sản, như là cá thì có tới hàng nghìn loài, trong đó nhiều loài cá ngon như là cá khô, cá chim, cá nhũ, cá hồng và cá sông. Giờ như mà xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2, chỉ trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí và vùng đánh bắt nhiều hải sản của nước ta nhé. Giờ như mình sẽ xem bản đồ địa lý Việt Nam. Giờ như vậy là mình nhớ là nơi khai thác dầu khí là chính là ở phía nam của nước ta, là ở vùng này nhé. Còn vùng đánh bắt hải sản thì mình sẽ đánh bắt từ từ bắc vào nam luôn, từ biển bắc vào biển nam luôn. Đó nha. Rồi còn vị đánh bắt nhiều nhất thì sẽ từ Quảng Ngãi tới Kiên Giang, đây Quảng Ngãi. Bây giờ mình sẽ đọc quen, người ta sẽ bắn nhiều nhất là từ quen biển Quảng Ngãi trở dài xuống tới biển Kiên Giang. Giờ sau khi xem bản đồ xong mình trả lời câu hỏi nhé. Vùng khai thác dầu khí nước ta là vùng biển phía đông nam của nước ta. Vùng đánh bắt hải sản của nước ta là nhiều nhất là các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang nhé. Giờ như mà xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3 mình sẽ nêu một số nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt nguồn hải sản ven biển ven bờ nhé. Giờ như vậy mình sẽ nêu một số nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ. Như là một số nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ gồm có đánh bắt không hợp lý, ô nhiễm môi trường từ các vùng biển, ô nhiễm môi trường vùng ven biển và sử dụng các hình thức khai thác không hợp lý có nguy cơ hủy diệt như là dùng mìn và hoặc là sử dụng lưới mắt nhỏ. Mình nên sử dụng lưới mắt to để mình bắt những con lớn để cho các con nhỏ có thời gian tồn tại, sinh sôi và phát triển, đúng không? Thì mình mới có nguồn tài nguyên liên tục, cá nhỏ sẽ lớn lên mình bắt cá lớn, đúng không? Thì mình sẽ có cá nhỏ sẽ lớn lên tiếp thì mới bền vững được, đúng không? Thì việc khai thác nguồn hải sản ven bờ mới bền vững được. Còn nếu mà sử dụng mắt nhỏ, lưới mắt nhỏ thì mình bắt hết cá nhỏ thì sau này sẽ không còn cá để mà đánh bắt, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 3. Giờ như mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt các em nhé.